Những thông tin về cây này thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì các bạn cần phải biết đâu là những thông tin chính xác và hiểu một cách rõ ràng để có thể sử dụng một cách tốt nhất. Về tên gọi thì cây này có khá là nhiều tên gọi như là cỏ hôi này, bù xích, hoa ngũ sắc, thắng hồng kê, cỏ cứt heo, cỏ cứt lợn. Do là cái tên gọi của nó khá là xấu cho nên có người đã gọi là hoa ngũ sắc ấy, thì các bạn đừng nhầm lẫn với cây hoa ngũ sắc hay còn gọi là cây bông ổi nhá. Thì đúng vậy, có một cái tên rất là xấu, đây chính là cỏ cứt lợn, nhưng mà tên này lại rất là phổ biến, được nhiều người biết đến và sử dụng. Thì mình thấy ở các vùng nông thôn, mỗi khi mà người ta làm lòng lợn thì người ta thường lấy cái lá của cái cây cỏ cứt lợn đây này để mà khử mùi. Và cái cây này người ta cũng ăn được luôn các bạn nhá, có nơi người ta còn hái ngọn non về ăn. Về việc người ta sử dụng cây này để chữa viêm mũi, viêm xoang thì cũng đã có những nghiên cứu. Riêng đối với trường hợp mà viêm mũi, viêm xoang có mủ đặc thì tác dụng của nó sẽ kém hơn nhá, kể cả là trường hợp cấp tính và mãn tính. Như vậy các bạn nên lưu ý nhá, đối với trường hợp có mủ đặc thì tác dụng của nó sẽ kém hơn nhá. Nhưng bù lại thì cây này sẽ không gây ra tác dụng phụ gì đối với cơ thể người bệnh nhá, trừ tác dụng gây sót trong thời gian ngắn khi nhỏ vào mũi. Như vậy là khi mà mình nhỏ vào mũi thì nó sẽ gây ra sót trong thời gian rất là ngắn, nhưng bù lại thì nó sẽ không gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào khác cho bản thân mình cả. Điều này có nghĩa là cây này sử dụng một cách rất là an toàn các bạn nhé. Vậy thì cách để mà người ta chữa viêm mũi, viêm xoang dị ứng như thế nào? Và cách làm cũng rất là đơn giản thôi, người ta sử dụng lá của cái cây hoa cứt lợn này nhá, sử dụng lá tươi luôn nhá. Các bạn đem về giã nát ra rồi vắt lấy nước. Và các bạn dùng bông để thấm cái nước đấy vào, tẩm cái nước đấy vào bông đấy, để mà các bạn bôi vào mũi bên bị đau ấy. Nói một cách khác là các bạn làm sao để cái thuốc đấy nó tiếp xúc với cái chỗ bị viêm ấy. Và kể cả là trong trường hợp các bạn bị viêm tai nhá, cũng làm như vậy luôn nhá. Các bạn cũng lấy cái lá của cây hoa cứt lợn này giã ra rồi ép lấy cái nước của nó ấy, để mà bôi vào cái chỗ tai bị viêm ấy. Các bạn có thể thấm vào bông để mà ngoáy vào, miễn sao là để cái thuốc đây này nó tiếp xúc với những cái chỗ bị viêm ấy, viêm tai, viêm mũi ấy. Các bạn cần phải để cái thuốc nó tiếp xúc vào nhá. Và thời gian tiếp xúc thì càng lâu càng tốt, mỗi ngày các bạn có thể làm vài lần để cho nó tác dụng nó cao hơn nhá. Ngoài việc sử dụng để chữa viêm mũi, viêm xoang rồi là viêm tai ấy, thì người ta còn sử dụng cái cây cứt lợn này để mà chữa bệnh phụ nữ bị rong huyết sau khi sinh nở ấy. Cách làm thì cũng đơn giản thôi, các bạn hái cái lá của cây cỏ cứt lợn đây này, dùng lá tươi nhá, với liều lượng là từ 30 cho đến 50 gram. Các bạn đem về giã nhỏ ra rồi vắt lấy nước. Các bạn sử dụng lấy nước này để uống nhá, uống trong ngày luôn. Và các bạn làm như vậy từ 3 cho đến 4 ngày luôn nhé. Trong dân gian thì người ta còn sử dụng cái cây cỏ cứt lợn đây này để mà nấu nước gội đầu cơ. Bằng cách là sử dụng cây cỏ cứt lợn này nấu nước gội đầu cùng với quả bồ kết đấy các bạn ạ. Chỉ cần hai loại này thôi. Nấu nước để mà làm nước gội đầu ấy thì tóc nó sẽ vừa sạch gầu lại trơn tóc. Các bạn cũng thấy là cây này có tác dụng cầm máu rồi là chống viêm rất là tốt, cho nên các trường hợp chảy máu hoặc là bị viêm loét thì người ta thường hay sử dụng cây này để mà chữa các bệnh về viêm loét nhé. Đối với việc sử dụng cây cỏ cứt lợn này để mà chữa các vết loét, vết thương do đâm chém gì đó thì tuy rằng không phổ biến ở Việt Nam nhưng lại phổ biến rất là nhiều ở nước ngoài như là Ấn Độ và Nepal. Ngoài ra thì Nepal còn sử dụng nước ép từ rễ cây cỏ cứt lợn này để mà chữa sỏi thận nữa cơ. Đây chính là cây cỏ bướm tím, có nơi thì gọi là hoa tím hoặc là cúc tím. Theo kinh nghiệm dân gian thì mọi người thường dùng cây cỏ bướm tím này để chữa kinh nguyệt không đều. Trong trường hợp mà kinh nguyệt không đều thì các bạn lấy từ 30 cho đến 50 gram cây tươi,
giã nát ra, rồi hãm với nước sôi trong vòng 10 phút, rồi sau đấy gạn uống làm một lần. Nếu không có sẵn cây tươi thì các bạn cũng có thể đem về phơi khô rồi để dùng dần. Mỗi lần thì các bạn dùng với liều lượng là 10 cho đến 20 gram cây khô sắc với nước uống để mà chữa kinh nguyệt không đều. Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một loại cây rất là hay. Đây là một loại cây cỏ thôi nhưng có hình dáng cực đẹp luôn, mà lại sử dụng làm thuốc với những tác dụng khá là hay. Các bạn có thể đem nó về trồng, vừa làm cảnh, vừa làm thuốc, chữa bệnh, chữa những bệnh về thận, rồi là đái tháo đường rất tốt. Cây này có tên là cỏ bờm ngựa, hoặc là cỏ đuôi ngựa. Cây này thì nó thường hay mọc ở các tảng đá, hoặc là sườn núi. Để dễ tìm thì các bạn đến các tảng đá ở suối ấy. Các bạn xem hoa của nó đây. Dọc theo các con suối các bạn sẽ thấy nó mọc trên các tảng đá thế này đây. Cây phát triển mạnh vào mùa hè, có hoa và quả vào mùa đông. Cây khá là nhỏ thôi. Cây nhỏ mọc thành cụm, lá cũng rất là nhỏ. Đây, các bạn nhìn xem nó mọc thành cụm thế này đây. Và một cái khóm này nó có thể tồn tại từ năm này sang năm khác nhé. Cây này chết đi thì cây khác nó lại mọc thay thế lên, nó mọc thành bụi mà. Về bộ phận sử dụng thì các bạn dùng toàn cây, thu hái quanh năm, phơi khô. Cỏ bờm ngựa có những tính vị tác dụng như sau. Cỏ bờm ngựa có vị ngọt, nhạt, tính hơi mát, có tác dụng là lợi thủy, thông lâm, thanh nhiệt, lương huyết. Về liều lượng sử dụng thì các bạn dùng cây tươi là từ 40 cho đến 80 gram, còn cây khô thì 15 cho đến 30 gram. Có thể dùng riêng cây cỏ bờm ngựa hoặc là phối hợp cùng với các vị thuốc khác. Một số bài thuốc về cây cỏ bờm ngựa như sau. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc dùng để chữa đái tháo đường. Thì các bạn dùng cỏ bờm ngựa 60 gram, bạch quả 12 hạt, xác uống. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa viêm nhiễm đường tiết niệu, đái buốt, đái vàng. Các bạn dùng cỏ bờm ngựa, mã đề, rễ cỏ chanh, mỗi vị là 15 gram, xác uống. Trên đây là những thông tin về cây cỏ bờm ngựa. Nếu như các bạn biết được thêm điều gì, hãy để lại bình luận ngay bên dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cây đao rừng được dùng phổ biến trong nhân dân, có tác dụng bổ dưỡng đối với cơ thể, làm mạnh sức, nhẹ mình, bồi bổ hư tổn, suy yếu. Làm thuốc hạ sốt, lợi tiểu. Hầu hết các bộ phận trên thân cây đao đều sử dụng được. Thân cây đao được lọc lấy bột đem về ăn để làm thuốc bồi dưỡng cơ thể, dùng lâu ngày thì lưng gối đỡ yếu mỏi và có thể nhịn đói được lâu. Phần bột lọc từ thân cây đao có thể sử dụng để làm bánh, để ăn thay cơm hoặc là chế biến ra nhiều món ăn khác nhau. Thân cây đao sẽ cho ra bài thuốc như sau, bài thuốc hạ sốt lợi tiểu. Cách làm như sau, dùng thân cây đao, đem về băm nhỏ phơi khô sắc uống với liều lượng là từ 30 cho đến 50 gram sắc uống. Phần nhân từ hạt của quả đao cũng được sử dụng. Các bạn nhớ là sử dụng phần nhân của cái quả hạt đao này nhá. Người ta lấy quả già, tách lấy phần nhân ra để dùng. Chú ý là quả của nó rất là ngứa, có độc. Cho nên là khi mà các bạn tách lấy phần nhân ra phải hết sức cẩn thận. Người ta chỉ lấy quả già thôi nhá, đem về tách lấy phần nhân ra. Và cái phần nhân đấy thì người ta luộc đi. Rồi sau đấy là lấy cái nhân đấy mà chế biến thành các món ăn khác nhau. Có thể là nấu chè hoặc là ăn trực tiếp. Nói chung là có thể chế biến thành nhiều món khác nhau. Nhưng phải hết sức chú ý là cái phần quả đao, thịt của quả đao ấy,
Nói chung toàn bộ quả đao là không sử dụng được, nó có độc rất là ngứa. Người ta chỉ sử dụng phần nhân thôi nhá. Phần nhân của hạt đao khi mà cái quả nó già ấy, người ta tách lấy phần nhân đấy ra để mà sử dụng. Còn đối với ngọn đao thì ngọn của cây đao người ta cũng sử dụng để mà làm rau ăn. Người ta bỏ hết các cái mo già đi để mà lấy phần non của nó để sử dụng làm rau ăn. Và ngày xưa ấy, người ta còn sử dụng cái sợi sơ ở bẹ lá, cái sợi sơ ở cái bẹ trên cái thân cây đao đây này, người ta sử dụng để mà làm chỉ để khâu nón hoặc là bện lại thành dây thừng ấy, vì các cái sợi đấy nó khó phân hủy. Nói chung là cái độ bền của nó khá là cao, cho nên người ta đã sử dụng để làm chỉ khâu nón hoặc là bện dây thừng. Như phần thân của cây đao như mình đã nói là người ta có thể lọc lấy bột mà sử dụng. Cách lọc lấy bột thì đơn giản thôi. Người ta chặt cả cây đem về và róc bỏ cái lớp vỏ già bên ngoài đi. Lớp vỏ già bên ngoài nó dày khoảng độ 3 cm mà. Còn lại bên trong toàn là lõi của nó. Lõi của nó thì bao gồm các sợi sơ và tinh bột. Người ta cũng cần phải băm nhỏ nó ra. Rồi sau đấy nghiền và cho thêm ít nước vào để mà lọc lấy bột của nó để sử dụng ăn thay cơm hoặc là làm bánh hoặc là chế biến các món ăn khác nhau. Ngoài ra cái phần thân của cây đao các bạn có thể băm nhỏ phơi khô để mà sử dụng xác nước uống để chữa lợi tiểu hạ sốt với liều dùng là từ 30 cho đến 50 gram. Bột của cây đao được coi là một loại thuốc bổ dưỡng cơ thể. Các bạn sử dụng thường xuyên thì sẽ có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, dùng lâu ngày thì lưng gối đỡ mỏi yếu và có thể nhịn đói được lâu hơn.